Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập làm quen với 5 dấu thanh trong tiếng Việt nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và cùng theo dõi bài học với cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhận biết 5 dấu thanh nhé. Đầu tiên, dấu sắt. Dấu sắt. Dấu huyền. Dấu huyền. Dấu nặng. Dấu nặng. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu ngã. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết từng dấu và các ví dụ nhé. Đầu tiên, dấu sắc. Chúng ta cùng đọc nhé. Dấu sắc. Dấu sắc. Sau đây là các ví dụ có dấu sắc. Y sắc ý. U sắc ú. U sắc ú. Ư sắc ứ. Ư sắc ứ. Y sắc ý. Y sắc ý. O sắc ó. Ô sắc ố. Ô sắc ố. Ơ sắc ớ. Ơ sắc ớ. A sắc á. A sắc á. E sắc é. E sắc é. E sắc ế. E sắc ế. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về dấu huyền nhé. Đây là dấu huyền. Chúng ta cùng đọc nhé. Dấu huyền. Dấu huyền. Sau đây là các ví dụ có chứa dấu huyền. Y huyền ì. Y huyền ì. U huyền ù. U huyền ù. Ư huyền ừ. Ư huyền ừ. Y huyền ì. Huyền ì. O huyền ò. O huyền ò. Ô huyền ồ. Ô huyền ồ. Ơ huyền ờ. Ơ huyền ờ. A huyền à. A huyền à. E huyền e. E huyền e. E huyền e. E huyền e. Tiếp theo, chúng ta sẽ học về dấu hỏi nhé. Đây là dấu hỏi. Chúng ta cùng đọc nhé. Dấu hỏi. Dấu hỏi. Sau đây là các ví dụ có chứa dấu hỏi. Y hỏi ỉ. Y hỏi ỉ. U hỏi ủ. U hỏi ủ.
hỏi ử. Ư hỏi ử. Y hỏi ỉ. Y hỏi ỉ. O hỏi ỏ. O hỏi ỏ. Ô hỏi ổ. Ô hỏi ổ. Ơ hỏi ở. Ơ hỏi ở. A hỏi ả. A hỏi ả. E hỏi ẻ. E hỏi ẻ. E hỏi ẻ. E hỏi ẻ. Tiếp theo, chúng ta sẽ học về dấu nặng nhé. Đây là dấu nặng. Chúng ta cùng đọc nhé. Dấu nặng. Dấu nặng. Sau đây là các ví dụ có dấu nặng. Y nặng ỉ. Y nặng ỉ. U nặng ủ. U nặng ủ. Ư nặng ự. Ư nặng ự. Y nặng ỉ. Y nặng ỉ. O nặng ọ. O nặng ọ. Ô nặng ổ. Ô nặng ổ. Ơ nặng ở. Ơ nặng ở. A nặng ạ. A nặng ạ. E nặng ẹ. E nặng ẹ. E nặng ẹ. E nặng ẹ. Tiếp theo, chúng ta sẽ học về dấu ngã nhé. Đây là dấu ngã. Chúng ta cùng đọc nhé. Dấu ngã. Dấu ngã. Sau đây là các ví dụ có dấu ngã. Y ngã ỉ. Y ngã ỉ. U ngã ủ. U ngã ủ. Ư ngã ử. Ư ngã ử. Y ngã ỉ. Y ngã ỉ. O ngã ỏ. O ngã ỏ. Ô ngã ổ. Ô ngã ổ. Ơ ngã ở. Ơ ngã ở. A ngã ả. A ngã ả. E ngã ẻ. E ngã ẻ. E ngã ẻ. E ngã ẻ. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!